Con là chủ tiệm vàng hả? Dạ. Chồng con là chủ tiệm vàng, còn con là người cầm tiền đúng không? Trời ơi, con có quay clip với lại vợ con. Lại con đăng lên, con tính làm kỷ niệm thôi. Nhưng mà nó lên viral, nó được mấy triệu view luôn. Mấy triệu view luôn con. Xong rồi ba của vợ không thấy. Con đăng cái gì mà sao mà view lên dữ vậy? Là hai đứa đứng nấu ăn thôi. Dạ, hai đứa đứng nấu ăn bình thường. Rồi về tới nhà chồng con mới nằm trên giường, con mới nói là anh đợi em xíu nha, em đọc kịch bản xong đã rồi quay. Con vừa đọc xong con quay qua, ngáy khò khò trời ơi. Con điên máu. Rồi có dựng đầu lên không? Con tới con đập, con kêu quá trời luôn. Con nói con bực mình giả man luôn á. Con la làng lên mà vẫn ngủ luôn. Ngủ quá nhanh mà quên luôn nhiệm vụ. Lấy từ đôi giày lộng lẫy lên luôn á. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Huỳnh Như, 23 tuổi, con đến từ Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu. Con làm ngành nào? Dạ con đang kinh doanh phụ chồng con về vàng bạc. Con là chủ tiệm vàng hả? Chồng dạ. Con. Chồng con là chủ tiệm vàng, còn con là người cầm tiền đúng không? Trời ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Thuận. Con tên là Nhật Phi, con 24 tuổi, con đến từ Đồng Nai. Con đang kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc. Bây giờ chú cũng muốn biết cái mối tình của đôi kim đồng ngọc nữ này. Tụi con gặp nhau là ở Sài Gòn, cái đợt dịch á. Vừa mới hết giãn cách đó cô. Lúc đó là con đang học để con đi du học. Trong thời gian đó thì ba mẹ con cũng khuyên con là nên về làm cho ba mẹ con đi. Cũng sợ con đi có chuyện gì á thì... Ba mẹ con khuyên con làm gì cho ba mẹ? Dạ nhà con là bên vật liệu xây dựng đó cô, làm kế toán cho ba mẹ con. Con đang phân vân nửa đi với này, nửa không đi. Hết giãn cách thì bên trung tâm của con có hối con là phải đi khám bệnh để làm hồ sơ đi. Thì cái ngày hôm đó là con có xin mẹ lên Sài Gòn 2 đêm để con đi khám bệnh. Con còn một đêm ở Sài Gòn thôi. Chiều hôm đó chồng con kết bạn với con, kết bạn trên Facebook. Thì tối hôm đó con có đăng một cái story. Khuya hôm đó chồng con read cái story đó. Nói chuyện một hồi vậy đó thì chồng con có rủ con đi chơi, qua ngày mai đi chơi. Thì con cũng nghĩ là ôi sắp đi du học rồi, đi chơi cho vui thôi chứ con cũng không có định quen hay là cái gì hết trơn. Thì con có dắt thêm ba đứa bạn con đi chung nữa. Dạ. Cái lúc mà đi chơi xong thì ảnh chở con về á, thì ảnh có nói con là em có ý định yêu xa được không? Con nói luôn khủng mấy gì vậy trời. Khủng mấy gì vậy trời. Lần đầu tiên mà đi chơi mà hỏi con ý định đi xa được không. Cái con cũng suy nghĩ, con cũng nói chuyện bình thường thôi. Tới nhà nhắn tin vài ba tin á, thì chồng con mới nói là anh muốn quen em, anh muốn quen em. Phi, con đi lên Sài Gòn làm gì Phi? Dạ cái thời gian trước khi con mở tiệm á là con ở Sài Gòn. Con ở Sài Gòn cũng nhiều năm. Rồi tự dưng sau cái tối hôm đó con đã rep tin bạn này? Dạ tại vì con thấy vợ con trên TikTok lâu rồi, con biết mấy năm trước mà con không nhắn kết bạn. Rồi xong nhắn tin rồi rủ đi ăn gì đó. Con đu idol luôn. Nó dắt tới ba đứa đi mà con dắt nó đi đâu, tốn tiền nhiều không? Đi ăn gì? Dạ ăn bánh tráng sâm bầu ngư hay gì? Dạ bánh tráng trộn. Trời ơi, là con là toàn không biết gì về coi như là lai lịch của ông này. Con cũng biết một chút thôi tại vì chồng con là chơi mô tô. Ủa sao biết? Chồng con có bạn chơi chung với anh đó, mô tô luôn á cô. Thì anh nó có bạn bè Facebook với con. Sau khi nhận được cái tin nhắn đề nghị rất nhanh và chớp nhoáng của anh ấy thì con có trả lời không? Mà không hiểu sao lúc đó con cũng thấy thích. Tại vì cái gu của con là mập mập vậy nè cô. Là đi chơi về xong tối là tụi con quen nhau luôn. Trời ơi, chưa đủ 21 tiếng đồng hồ luôn. Lúc đầu con cũng quen chơi vậy thôi chứ trong tâm thế con nó đang phân vân là con đi du học. Phải đi du học mà. Dạ. Con không biết phải nói với ba mẹ con sao luôn. Con không có đủ can đảm để nói với ba mẹ con là con đang có bồ. Như vậy là tình trạng là hai đứa là quen trong lén lút. Lúc đó con có kênh TikTok con được mấy chục người theo dõi á. Mấy chục người. Con có quay clip với lại vợ con. Lại con đăng lên con tính để làm kỷ niệm thôi. Nhưng mà nó lên viral, nó được mấy triệu view luôn. Mấy triệu view lận con. Xong rồi ba của vợ không thấy. Con đăng cái gì mà sao mà view lên dữ vậy? Chỉ là hai đứa đứng nấu ăn thôi. Dạ, con. Dạ hai đứa đứng nấu ăn bình thường thôi. Là ba con là rất ít chơi Facebook. Xui xao cái một cái trang bay con lấy clip của tụi con. Đăng lên thì hiện trên Facebook của ba con luôn. Đêm đó ba con thức tới sáng. Mẹ con cũng im luôn, nói chung là không nói với con lời nào luôn. Chỉ có chị con là gọi chửi con quá trời chửi luôn. Là có nghĩa là ba con rất là thất vọng. Tại vì ba con rất là khó mà coi được cái clip đó. Thì tâm lý là sợ người ta đánh giá con cô chú. Cho nên là ba con rất là buồn. Cỡ chắc 10 ngày ba mẹ con không nói chuyện con luôn. Trong cái 10 ngày đó con cũng sợ lắm. Y chang như con bị cách ly vậy đó. Thì cái hôm đó khuya rồi mẹ con mới kêu con ngồi lại nói chuyện. Mẹ con truyền đạt lại với ba. Thì cỡ mấy ngày sau đó, mẹ con mới nói là hôm nào dắt chồng con về cho ba mẹ con coi. Chồng con đi về thì hôm đó sinh nhật mẹ con cũng đông lắm. Thì chồng con có đem hộp quà nhỏ vô vậy nè. Cũng tặng cho mẹ con cũng cười. Thì chào ba con thì ba con cũng gật đầu thôi chứ mặt vẫn nghiêm lắm. Rất là sợ luôn á, ba con rất dữ. Cái đến lúc mà chồng con đi về á thì mẹ con có đi ra, hai người nắm tay nhau. Cô nói thiệt với con á là cô rất là lo.
tại vì con còn non quá, con hơn con Như có một tuổi thôi là cô không có yên tâm. Chồng con mới nói là cô cứ yên tâm, con có công việc ổn định rồi. Đúng, mẹ con chưa biết là chồng con bán vàng hay gì hết trơn. Là còn lắm. Bên nhà Phi thì sao con? Con về con kể cho mẹ con nghe. Ba mẹ con cũng bình thường thôi, tại vì chưa gặp vợ con ngoài đời lần nào hết. Nhà con có một người bạn thân của mẹ con á, ở gần nhà con. Cái ngày nào cũng vô kêu là chú ra chú nói mẹ con hỏi vợ cho con đi. Chú đó cũng ra nói với mẹ con vậy đó. Xong rồi nhà con mới ngồi lại nói chuyện. Cỡ mùng 3 Tết là con về con gặp mẹ chồng con. Rồi cỡ mùng 10 Tết là ba mẹ chồng con qua nói chuyện với mẹ con. Mẹ con rất con là... vừa tới nhà là mẹ chồng con chạy ra. Trời ơi, con dâu đẹp gái quá, con dâu đẹp gái quá. Trời đất ơi, bây giờ mẹ con vẫn kêu là vợ con đẹp. Hỏi sao mà con mẹ nó không mê cho được. Hai gia đình là quyết tâm là làm cưới rồi đúng không? Rất là hợp nhau. 2-3 tuần sau là dặm ngõ luôn á cô. Là cỡ 2 tháng sau tụi con đám hỏi. Có thời gian mà tụi con đến cưới rất là nhanh luôn. Nói chung là giờ là hai đứa có viên mãn rồi, viên mãn rồi. Chưa baby đúng không? Tụi con mới cưới. À, mới cưới bao lâu rồi? Dạ, 4 tháng, gần 4. Vậy thì em phải vô liền cái vụ mà tật xấu về ở chung với nhau đó. Đó thì tật xấu có lòi ra không? Em nghĩ nó chưa lòi được, chị 4 tháng dạ rồi. Lòi liền. Lòi liền luôn hả? Lòi liền. Dạ có. Bây giờ ai kể trước nè? Tôi để con. Chồng con có tật xấu mà con rất bực mình, đó là rất nóng tính con. Nóng, cực kỳ nóng luôn. Trời, nhìn con vậy mà con nóng hả? Nóng lắm. Ví dụ như đi ra đường, đang chạy xe chở con đi trên đường đi, mà ai tạt đầu xe một cái, cứ kéo cửa kính xuống vậy nè. Là cái mặt trời đó không chịu anh đừng mới kéo cửa lên 10 lần như 10, ai tạt đầu xe là đều kéo cửa xuống là muốn có bộ máu. Có khi nào đụng chuyện không? Dạ không, tại vì vợ con kéo có vợ kế bên rồi. Vợ là đa ngăn rồi, sợ mấy cái chuyện đó lắm rồi. Chú muốn sợ cực kỳ. Còn cái gì nữa không? Ngủ dễ quá. Con cũng bực mình đó, dễ ngủ lắm phải không? Vừa nằm xuống con nói cái hôm đó là hai vợ chồng con đi ăn với bạn, thì con mới nói chồng con là uống ít thôi tại vì lát nữa phải về quay clip cho con. Thì chồng con cũng ok rồi đó. Rồi về tới nhà chồng con mới nằm trên giường, con mới nói là anh đợi em xíu nha, em đọc kịch bản xong đã rồi quay. Con vừa đọc xong con quay ra ngáy khò trời, con điên máu. Con có dựng đầu lên không? Con tới con đập, con kêu quá trời luôn. Con nói con bực mình giả man luôn á. Con la làng lên mà vẫn ngủ luôn. Ngủ quá nhanh mà quên luôn nhiệm vụ. Con giận, con bỏ xuống tiệm vàng. Con bỏ xuống thì con nghĩ là trời đất ơi, chắc mở mắt ra không thấy con đâu, chắc cũng xuống tìm. Con nằm dưới tiệm vàng chắc nửa tiếng đồng hồ không con thấy. Lên vẫn cái tư thế đó ngủ khò khò. Ngủ quá mà mệt quá nè. Trời ơi, con bay tới con quýnh cho một phát. Tỉnh không? Dạ tỉnh. Nghe chửi tới sáng luôn. Có là... gọn gàng không? Dạ hơi bày một xíu. Là bừa bộn dạ. Đó đúng không? Là lên phòng cái thay đồ là quăng cái quần đây, quăng áo ở đây là con dọn. Con muốn chồng con thay đổi gì? Con chỉ muốn chồng con bớt nóng tính lại một xíu. Tại vì nóng tính quá cũng nhiều nghĩ. Chuyện không có hay á con. Dạ. Cái nữa là tập trung vô công việc nhiều hơn. Chồng con có cái tính là sẽ suy nghĩ ra là mình sẽ mua cái này về làm, mua cái kia về làm á con. Ví dụ như là sẽ mua cái máy này về kiểu phá thôi á con, kiểu muốn vậy đó. Hoặc là mua cái xe này rồi mua xong chán, mua cái xe khác. Đó là chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới con đó Phi. Sức hồi hộp quá à. Con lấy sức kìm nén rồi đúng không? Dạ đúng rồi, con chờ giây phút này. Vợ con có một cái tính xấu đó là vợ con hay quên thôi. Mà quên những cái là cơ bản lắm. Lúc đó là hai đứa con chưa có cưới. Con quăng rước vợ con về để qua nhà con trai, tại vợ con hay qua nhà trai lắm. Xong rồi con đi qua, vợ con soạn đồ cả một buổi tối hôm qua rồi, để một đống ở dưới nhà sẵn á. Con khiêng hết lên xe luôn. Cái đi ăn uống bên nhà vợ con tới chiều con mới về lại. Cái vợ con đi tắm, cái vợ con hỏi ủa cái vali của em đâu? Không đem vali quần áo, đem mấy cái đồ đâu mà. Cái kêu ủa cái vali nào, cái gọi nhà, cái vợ con để quên cái vali ở nhà. Cái bắt đầu quay qua, sao anh không đem cái vali lên cho em? Là con quên á. Con quên nhưng mà con trách chồng con, ủa sao anh không xách vali lên cho em? Cái thứ hai là vợ con nóng tính lắm. Dạ, vợ con nóng. Nóng qua nóng lợi vậy? Dạ. Vợ thì tối chồng là nóng rồi, tới chồng tối ngược lại, nóng cực kỳ luôn. Lúc mà chồng nóng là vợ cản rồi. Dạ đúng rồi, con cản mấy cái gì. Vậy là vợ con nóng trong trường hợp nào? Nóng với ai? Dạ nóng với chồng. Ông này là nóng ở ngoài đường, còn bà này là nóng trong nhà. Tại vì vợ con hay nhờ con làm này kia mà con ngồi với bà máy tính á, vợ con nhờ là con ít khi con làm liền lắm, con cứ ngồi từ từ đi em. Dạ, con cứ từ từ một chút nữa để xong này cái con cứ ngồi hoài, vợ con hay la con. Con muốn phải làm liền cho con. Con đợi cái con làm mất tiêu luôn rồi. Thật ra nóng là có lý do đó. Có nghĩ mua sắm không? Dạ có, đặt ship mà mấy anh ship quen mặt luôn, không cần gọi luôn. Cứ tới nhà là giao cho ba chồng, giao cho mẹ chồng, giao cho anh thợ bán ở nhà con. Trời ơi. Này khi 5-6-7 lần. Như con bị nghiện vậy đó. Đây là nạn nhân của những con người nghiện shop, nghiện mua online cho nên là cô phẫn nộ lắm. Này lưng nhà trả. Cô phẫn nộ lắm. Ừ. Tất cả
trong mọi người trong gia đình đều ứng tiền trả cho nó. Ờ. Mà mọi người bị bạc nhược luôn. Mọi người bị bạc nhược luôn. Mỗi lần mà chị chỉ cần bước chân về nhà mà chị thấy ánh mắt của lái xe là vậy là sao biết ngồi thiếu con nhiều nó. Dạ mẹ, đây nè mẹ. Ờ. Cô buồn lắm. Anh nhớ phẫn mất lắm đó. Ừ, sao con mong muốn vợ con thay đổi điều gì, nói chốt hạ luôn, nhìn thẳng vô mặt em ơi đi. Dạ con không muốn vợ con thay đổi điều gì hết á. Là vẫn cho quyền sắm đồ online đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn cho quyền nóng tính với con đúng không? Cho con suy nghĩ vấn lại. Vấn đề mà vợ con nóng tính với con thì cũng là do hành động của con thôi. Cho nên là cũng có gì để vợ con phải thay đổi hết á. Rồi thôi, nói chung là hai vợ chồng còn rất là son. Dạ, cho nên son các bạn cứ tận hưởng đi. Cuộc sống này rất đẹp ha. Tận hưởng đi con, đi du lịch tranh thủ đồ đi. Tụi con cũng không đi du lịch được nữa, tụi con đứng tiệm 24/24 luôn. Trời ơi biết sao không, cũng phải dụ ông bà nội. Nói cho thời gian này tụi con còn có cơ hội đó, cho tụi con đi chơi đi. Chỉ có một đứa con thôi nha, lúc đó bắt đầu ngồi ướt á. Lại 60 độ, con bé này lại 60 độ nhìn xa xăm á. Nhìn xa xăm bầu trời. Trời ơi sao mình khổ như vậy. Lúc nào mình cũng phải sao đó. Đi chơi hiểu chưa. Chị Vân đang tả một cái viễn cảnh cho con thấy. Đó là một điều mà cô Vân với chú Quốc Thuận muốn chia sẻ với các cặp vợ chồng son mà còn rất trẻ như thế này. Con biết lý do tại sao, tại vì cô chú đã tiếp xúc với quá nhiều các cặp vợ chồng rồi. Và những cái tâm tư, những cái tiếc nuối đó là ở rất nhiều các cặp vợ chồng. Ở thời gian là sẽ không quay trở lại được. Hai bạn giới thiệu với mình đi. Em tên Nguyễn Nhân Kiệt, năm nay em 24 tuổi. Là giáo viên dạy hóa tại Cần Thơ. Đây là bà xã của em. Dạ em tên là Thùy Linh, năm nay em cũng 24 tuổi. Và em đang là giáo viên dạy toán của Cần Thơ. Có nghĩa là hai bạn ở dưới Cần Thơ lên đây đúng không? Dạ đúng ạ. Có vẻ là phải cảm ơn hai bạn đã từ dưới Cần Thơ mà các bạn lên đây để tham gia với chương trình. Chắc có lẽ là hai bạn là trước đây là bạn bè mà bạn học với nhau rồi biết nhau trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi, thời cấp 2 á, thì em mới chuyển trường mới thì em có gặp được ảnh. Cái ấn tượng đầu tiên của em là nhìn ảnh khô khan lắm, cái mặt lúc nào cũng hết lên như nè, đi không có nhìn ra phía trước, nhìn của người là vô duyên á. Chẳng qua cái này chẳng này, tại vì lúc đó do là lớp trưởng nên thường hay chỉ huy các bạn xếp hàng, mà em thì tướng hơi nhỏ con nên phải ngướng lên để nhìn cái sao coi hàng nó thẳng chưa. Dạ, cậu sẽ giữ lòng đồng nghiệp người ta vậy con. Thế thì cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó như nè. Em cũng chưa biết gì cô ấy á, cho đến khi trường mở ra cái lớp bồi dưỡng học sinh giỏi máy tính bỏ túi á, thì em với cô ấy học chung. Mà em tức lắm, đi thi á là chỉ có được một đứa đi thi thôi. Cái cô thiên vậy, cô cho ảnh đi. Cô kêu nói thôi con ở nhà đi, nhường cho Kiệt đi. Ôi lúc đó em ghét thiên nữa chứ. Em nói tại sao phải nhường cho bạn. Ủa con trai phải nhường sao, mình tại sao mình phải nhường. Mẹ hóa mẹ toán. Ừ mà bên đây lại được đi thi. Dạ ghét là phải rồi đúng không? Rồi bao lâu thì em mới để ý đến vợ em? Sau khi cái đợt học máy tính đó xong, khoảng vài tháng sau trường lại mở thêm lớp bồi dưỡng dạy vật lý. Thì không biết sao em với cô ấy lại vào cùng lớp đó. Chị biết lúc đó là cảm giác em gọi là quan gia ngõ hẹp. Gặp tụi bạn cũng vui lắm nên chị bắt hai đứa em phải ngồi kế nha. Gai đó. Rồi có lần khác thì lại phá cửa phòng lại nhốt hai đứa em vô chung. Trời ơi, hai đứa cũng nó làm gì? Sao dám làm gì ông? Hỏi khó nói không mà trời ơi. Em lấy bài á, em đi ra chỗ khác em ngồi. Để cho mấy bạn không có dị nghị. Vốn không ưa thằng cha này đúng không? Nhưng mà sau cái lần đó là em để ý vợ hả hay sao? Sau lần đó cũng chưa có gọi là để ý cho lắm. Tới đợt mà cuối khóa đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh á, thì lúc này em mới ấn tượng thật sự nè. Cái đề thi cũng cho khá là khó. Có một câu khó nhất em giải ra được, nhưng mà bà xã thì giải không ra. Thì em cũng tình thiệt thôi, em chép giấy em đưa lên. Cô ấy đọc xong cái phản ứng rất là gay gắt. Cách giải của bạn sai rồi. Không chép, chứ không chép rồi. Em nói kệ tham khảo rồi chép đại đi. Đúng hay sai cũng được, không chịu chép. Cái lúc ra thì ra khỏi phòng thì thầy sửa mới biết là em đã giải đúng rồi. Mà thật sự lúc đó em rất là ấn tượng với cái cá tính của cô này. Và sau đó mới để ý luôn. Dạ lúc đó thì em cũng chưa có gọi là thích lắm đâu. Cuối năm học các bạn làm lưu bút truyền tay nhau. Cô ấy cũng làm một quyển lưu bút gửi cho em. Các bạn viết xong thì tính đến lúc em nhận thì ngay chăn em có đợi sẵn 4 câu thơ. Em đọc thử 4 câu của em. Dạ, xa nhau một chuyến 3 năm, giống nhau chung bóng chăn rằm nhớ nhau. Thà rằng trăng sáng lòng đau, 36 độ trước sau trăng tròn. Lúc đó em thì cứ nghĩ là cô này cố tình viết cho em. Đúng rồi. Tại vì nghe ngay trang của em. À. Lúc đó các em mới nói lại là 3 năm xa cách 3 năm, ngày mong tinh nhạn đêm nằm nhớ nhau. Dù không nên nghĩa chầu cao, nhưng mình vẫn phải như cao với chầu. Mà cái này là em làm hay em sưu tầm? Dạ thơ đó là chính cho em viết ra luôn. Em đọc câu đó em xúc động không? Em nhận lại xong cái em mới viết lại 4 câu khác. Vì ai bạn phải vô tình, vì ai bạn phải lòng mình trong thơ. Ngày đêm thương nhớ thẫn thờ, ra vào thấp thỏm ngẩn ngơ trong lòng. Wow, cái gì vậy ta? Trời ơi.
bình thường á là anh té đó là bao giờ cũng là có một cái gì đó nó bất ngờ thôi, nhưng mà lần này té, lần này té, đây là cái té này là cái té ngưỡng ngộ. Văn á thì làm thơ là nó bình thường rồi đúng không, còn cái này toán hóa mà làm thơ mới là lạ, rất là ý nhị nghe. Rồi em có trả lời nữa không? Dạ có chứ, vì nàng ta thức bao đêm, vì nàng ta phải học thêm dài dài, vì nàng chẳng phải vì ai, vô tình đã biết đêm ngày tương tư. Hay quá. Lúc đó em mới hỏi ngược lại á, là nàng kia tên họ là chi, hãy giải bài kẻo phân nghi lòng này, tình yêu giống thật trong đầy, nhưng tình căm đính có hay được lòng. Trời ơi, lúc đó em mới viết là hai câu ngắn gọn á. Nàng kia họ Phạm chữ Thị, biệt danh Bạch Cúc chữ Thị tên Linh. Nhận luôn không em? Dạ lúc đó em cũng chưa nhận lời nữa, tại vì thật sự thì học chung cũng biết mà học giỏi thiệt, nhưng mà chưa chắc mình hơn mình cái đầu. Đốt lần nữa thôi. Dạ tôi với bạn ra mình chơi bạn cà rô, cái hai bạn đầu em với anh về, cái tay bạn thứ ba không biết sao anh thắng em rồi. Nghĩa là anh thắng em toàn phần đó. Dạ. Rồi rồi. Thời gian của em quen nhau là tính 6 năm rồi. 6 năm rồi đó. Từ lúc mà yêu cho đến lúc cưới nhau thì có bao giờ mà em giận chồng em được? Dạ có, lúc mà anh làm thơ với em á thì em nghĩ anh là người lãng mạn lắm. Nhưng mà tới lúc yêu thật sự á thì anh không phải lãng mạn được như vậy. Lễ Tết hay là sinh nhật em vậy đó, khi anh cũng không nhớ luôn. Cái không có một lời chúc mừng, cũng không có một món quà, không có gì hết, làm rất là buồn. Tại vì đối với tánh của em không có để ý những ngày như Noel, 14 tháng 2. Em cũng không có quan tâm đó. Sao cứ vợ em nhắc rồi em có thay đổi không? Đã đỡ hơn chút. Đã đỡ hơn chút hả? Hai bạn quen nhau vậy rồi cái lúc mà ngỏ lời cưới á thì là ai ngỏ lời trước? Là em lời cưới. Hả? Em ạ. Tại vì con gái đi dưới quê thì ai cũng muốn lấy chồng sớm. Em với anh quen nhau cũng 6 năm rồi, đi tới đi lui thì hàng xóm ta cũng dị nghị. Em nói thôi anh ơi, mình cưới đi, tìm hiểu đủ rồi. Anh thì anh không chịu. Em muốn là tự mình có khả năng tổ chức cái đám cưới cho riêng mình, không có phải nhờ vào cha mẹ giúp đỡ. Em muốn ra trường có việc làm ổn định rồi em mới tự tổ chức đám cưới. Mà cô ấy cứ đợi cưới qua ha. Rồi có gây lộn không? Hai đứa giận nhau thời gian cũng khá là dài. Yeah. Mấy tháng. Mấy tháng luôn. Dạ. Mấy tháng sau á, em có cái học bổng đi du học. Đó cái em vẫn còn giận, nhưng mà em nghĩ lại, bây giờ đi học tới 4 năm rồi. Bây giờ bỏ cô ấy ở nhà rồi, đó tôi đi lấy chồng khác rồi sao? Em mới đem cái chuyện này em thưa với mẹ. Em bất ngờ đó. Mẹ nó cưới liền. Ồ, cưới liền xong rồi có đi du học không? Thời gian đó cũng buồn rồi, kể anh ơi, em 21 anh đi du học, anh bỏ em ở nhà mình nên. Em làm gì cho hết 4 năm ở đây. Nói sao không biết nè, anh ở nhà. Anh bỏ luôn cái du học luôn. Em rất là xúc động theo cái việc đó. Thế là sau khi hai vợ chồng lấy nhau về thì có những cái sự bất ngờ gì ở người bạn đời của mình không? Chồng hay hứa lắm. Em nói với chồng là 21 anh đừng lấy họ Nguyễn, anh lấy họ Hứa đi. Ồ vậy đó hả? Tức là hứa mà không làm hả hay sao? Cũng có làm mà làm chậm trễ lắm. Đám cưới xong cái anh Hứa nói để anh dẫn em đi Suối Tiên chơi. Lúc mà Hứa là đám cưới cái qua Tết. Và Tết cũng không dẫn. Đâu tới hè cái anh ấy, mình đi nơi nào gần gần hơn chút đi, giờ mình đi chợ nổi cái găng đi. Cái Hứa, Hứa cái tới Tết làm thứ hai cũng không dẫn em đi. Anh lỡ Hứa là mình đi gần gần với em, giờ mình đi bến Ninh Kiều đi. Bến Kiều sát bên. Ngày nào em cũng đi ngang đó hết trơn. Cũng hoàng cho em, mặc dù không có dắt đi Suối Tiên thiệt, nhưng mà kỷ niệm một năm mà cưới em cũng dắt cô ấy đi khu du lịch Đầm Sen với đi chơi Phú Mỹ Hưng mà. Nó cũng được lên tới Sài Gòn rồi đúng không? Lên trên đây là đi về liền hay là ở lại? Có ở lại một đêm. Ở lại thì chứ sao cái ở liền lại được. Đó thì hai đứa là bị quê cái trận đó cũng hơi đó. Sao, sao em? Vô cái người ta đưa chịu khóa phòng đi lên, cái thấy cầu giao điện. Em làm nói cách luôn em lại cũng là cái nói là anh ơi chạy xuống kia tức tăng đi giờ mình làm gì cũng không được chứ. Thì lúc đó em cũng biết thế rồi. Thì em mới chạy thẳng xuống tiếp tân, em nhờ anh đi lên. Gặp anh tiếp tân này anh cũng vui lắm chị. Không nói không cười nhá. Đi thẳng lên phòng, đưa chìa khóa xong cắm thẳng vô cái khe phía trên cái công tắc á. Lập tức nguyên đèn điện máy lạnh gì chạy trơn. Lúc đó nói thiệt là hai vợ chồng em không biết trốn đi đâu mà cho nó hết quê. Cũng chưa xong đâu anh, tới gần ngủ á em mới mở đèn ngủ nó không có cháy. Mà cái đèn nó cũng ngộ đó. Em đụng nó vô thì nó cháy. Em không đụng nó thì nó tắt. Mặc dù công tắc em mở rồi nha. Em tức lên thôi anh ơi, chạy đi ngủ trong bóng tối đi. Cái tắt đèn lớn tự động đèn ngủ cháy. Đèn cảm ứng á. Dạ đèn cảm ứng. Cái đèn cảm ứng ánh sáng. Em còn bất ngờ gì nữa không? Em chỉ bất ngờ là ảnh thiếu lãng mạn. Với lại hai màn họ Hứa. Có nghĩa là ý em muốn là bây giờ á, không hứa thôi, hứa làm liền đúng không? Dạ, đúng. Đó, phụ nữ là vậy đó Thuận à. Đừng có hứa gì trơn á, mà hứa là phải làm chứ đừng có thất hứa. Còn em bất ngờ gì vợ em? Em thì trước khi quen cô ấy thì cô ấy rất là chu đáo, lo chu tất mọi việc hết.
mà đến lúc cưới rồi á mới phát hiện ra cô ấy rất là hậu đậu mà lại mau quên chứ. Cô ấy hậu đậu đến nỗi mà có một lần hai vợ chồng về quê mà đi đám cưới, đến lúc thì tới nhà lục đồ ra để mặc mới phát hiện là cô ấy không soạn cả bất cứ quần nào chứ. Trời ơi, giỡn đậu. Biết thế quá em phải đành mượn cái quần của cậu em vợ còn nhỏ xíu à. Nguyên nhà cười quá trời cười. Quần áo còn đỡ quên quần mà. Là chỉ có cái hay quên thôi gì? Còn cái này sốc hơn vậy. Gì trời hả? Em yêu cái cô này là vì để quá học giỏi, để làm thơ hay, để chu đáo. Nhưng mà sau này em mới phát hiện là em vỡ mộng. Thơ cô ấy đó với em hồi trước á, không phải do cô ấy làm ra. Chứ cho ai? Dạ do bản của em làm ra. Nhà em thì học tốt mà, ra em đâu có giỏi gì thơ đâu. Bạn kia trả lời giùm. Thường hát nghe cái tâm sự của các bạn thì những cái thói xấu vợ hoặc chồng kể về nhau á, đó là những cái tật nhỏ nhỏ mình có thể tự khắc phục được, đúng không em? Dạ. Rất mong là hai em á sẽ có nhiều chuyến đi du lịch vui vẻ nữa nè, rồi yêu nhau nè và đẻ ra được những em bé mà giỏi y như là cha mẹ của mình vậy đó. Cảm ơn. Xin cảm ơn hai em. Bắt đầu vào chương trình. Thôi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, dạ con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Dạ. Con là con tên Nguyễn Lên. Năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube. Ừ. Lên con ở đâu? Ừ đúng rồi, cô đang định hỏi con. Con là ở Bình Định. Con ở Bình Định. Dạ, dạ. Là bây giờ vẫn ở Bình Định hay là ở Bình Định nhưng mà đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh? Không, hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Ở Bình Định? Là vô đây tham gia chương trình. Từ Bình Định con vô đây để tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ đúng rồi. Ôi, quý quá hoa. Bây giờ chú hỏi luôn nè, là cơ duyên nào mà con biết chương trình Vợ Chồng Son và hai vợ chồng đến đây với chương trình Vợ Chồng Son này bằng cách nào? Dạ thì con cũng có xem chương trình cũng nhiều rồi. Thì cũng có tham gia chương trình một đợt đó là Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thì sẵn đó là vợ chồng con có đăng ký thêm là Vợ Chồng Son. Hay tức là đã Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi. Dạ. Yeah. Ủa nhưng mà Lên ơi, hồi nãy Lên giới thiệu Lên là làm YouTuber hả? Dạ. Yeah. Kênh của Lên là như thế nào, chia sẻ đi. Dạ. Yeah. Thì con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Về ẩm thực hả con? Dạ. Yeah. Ồ, ẩm thực tức là con có đi các vùng miền không hay là con chỉ ở quê của mình xong rồi con giới thiệu về các món ăn thôi? Đó. Dạ, yeah, nói chung là món ăn là tự trong mấy anh em trong team sản xuất ra luôn, là kêu xem những món nào mà ăn mà độc lạ là tự chế biến tự làm ra luôn. Cái kênh của Lên á là bao nhiêu lượt người theo dõi? Subscribe vậy? Bao nhiêu lượt? Hiện tại là kênh của con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Một. Sắp được nút vàng rồi, trời ơi, chúc mừng con nghe. Yeah. Vậy là cô phải tên gì con? Tên gì? Còn kênh con là Nguyễn Văn Lên. Không, cái kênh á. Cái kênh này. Ừ, cái kênh lên xuống. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Vậy đó hả? Tên là Nguyễn Văn Lên luôn. Lên là lên xuống đó phải không? Dạ, lên là lên luôn á. Lên xuống chứ không phải là chứ không. Làm nên nữa, là nên á. Con này là Lên. 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 Trời ơi, nó tên Lên bởi vì nó làm YouTube. Nó lên luôn. Nó lên không nó chạy. Trời ơi. Bởi vì nó lên không mà. Con bao lâu rồi, kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. 3 năm rồi, trời ơi. Cái giai đoạn bắt đầu là bùng nổ YouTube đó chị. Không, 3 năm là mà lần gần 1 triệu đó. Subscribe là giỏi chứ bộ. Giỏi đó. Ừ. Em nè, 2 năm mấy đó. Mà chưa được 3 năm. Cô mới được có 700 mấy thôi đó con. 700 nghệ sĩ nổi tiếng đó. Nói chung là cũng được nhiều anh em xem thấy yêu mến rồi. Ừ. Đó. Lên là bữa nào giúp chú cho cái kênh chú lên. Dạ, hôm nào chú có đưa con cũng bơ rờ. Ok, ok. Đó, bơ rờ. Dạ. Có nữa. Nhớ chưa? Dạ. Nhớ nghe chưa? Còn nhớ còn giúp cái cô kênh của chú nó lên kìa. Dạ, còn quăng luôn. Còn quăng luôn, Hồng Vân Entertainment nha. Hồng Vân Entertainment, con nhớ nghe. Dạ. Nói giọng là nói được. Giọng Bình Định. Rồi, chào tới con. Dạ, con chào cô Văn, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nhật. Năm nay thì con 24 tuổi. Long Nhật hả? Nguyễn Minh Nguyệt. Minh Nhật. Mày thiệt á, người ta tên Minh Nguyệt. Dạ. Minh Nguyệt mày nghe sao mà Long Nhật. Chưa từng đấy. Thôi chú chọc con. Dạ. Tiếp tục. Dạ, con hiện tại đang là bán hàng online. Công việc hiện tại của con là bán hàng online.
Trời ơi, dễ thương ha. Ông chồng là có một cái kênh mà gần 1 triệu lượt subscribe. Bà vợ, ê con có bán hàng trên kênh của chồng con không? Hay là con có một cái kênh riêng của con nữa? Dạ, đa số thì con bán ở mạnh Facebook với lại TikTok là chủ yếu. Còn chồng con thì lâu lâu cũng có quảng cáo ký. Hai vợ chồng đều làm social. Nhưng mà chồng con có hỗ trợ cho con gì không? Dạ có, nói chung là cũng hỗ trợ hình ảnh với lại là cũng kiểu như là mọi người yêu mến, mọi người biết đến nhiều nên là mọi người mua hàng cũng nhiều. Hay quá. Vậy là đứa nào kiếm tiền nhiều hơn đứa nào? Đó. Chắc là thôi bây giờ. Nói đi, cô chú không có xin đâu. Nói đi. Không có xin đâu mà. Hỏi thăm anh ơi. Dạ thì nói chung kiếm tiền cũng chủ yếu là lúc đầu thì là con. Sau này thì vợ chồng con cùng nhau phát triển thì cũng ngang ngang nhau. Ngang ngang nhau hả? Dạ. Con có phụ vợ con bán hàng online không hay là chỉ có vợ con bán thôi? Dạ có chứ. Dù sản phẩm của vợ con thì con vẫn sử dụng để mà quảng bá. Dạ. Không, ý con hỏi lúc mà vợ con ngồi bán á. Chút đơn á, chút đơn á. Dạ, con đóng hàng. Đó, nó đóng hàng mà. Đó, đóng hàng. Có khi nào đi giao không? Có luôn. Có luôn. Dạ, giao. Dạ, giao hàng không? Nói chung là vợ chồng với nhau mà lương bằng đâu. Vợ chồng. Nè, anh kiếm tiền cũng không thua gì chị. Chị kiếm tiền cũng không thua gì anh. Thành ra là tiền á là ai gọi là ai cũng tự kiếm và cái là cái số lượng tiền là ngang ngửa nhau. Nhưng mà cuối cùng á là bây giờ đứa nào là đứa cầm tiền ở trong gia đình? Đúng rồi. Còn không? Không? Biết là có nhiều là vợ con nó chống lại con hết luôn hả? Dạ đúng lên. Không có hợp đồng luôn. Hả? Không có hợp đồng luôn. Con không có hợp đồng luôn hả? Dạ. Rồi lúc mà con cần đầu tư để tiền làm chương trình là con nói nó đưa con, nó có đưa vui vẻ không? Hay là nó còn dằn vặt con rồi nó đúng không? Mình có tiền bạc chứ, ví dụ cái gì mà nó đầu tư mà không đáng thì vợ nó nhân chứ. Ví dụ cái gì mà đáng đồng tiền bỏ ra thì vợ nó ok. Đúng không? Ủng hộ. Dạ. Rồi bây giờ dằn vặt không? Nhân chắc chắn luôn, chắc chắn là đúng sẽ dằn vặt. Trời ơi, mày giữ tiền mà. Cái nào là đáng? Dạ cái gì cũng vậy, đồng tiền đưa vô vợ là khó lấy ra. Đúng đó. Rồi. Đó. Thôi biết chắc luôn. Bây giờ nó nghe nè, là con là bán hàng online là bao nhiêu năm rồi? Dạ con bán cũng được hơn 2 năm rồi. 2 năm đúng không? Dạ. Lúc đó là chắc ảnh mới làm YouTube. Lúc đầu con bán anh cũng chưa làm YouTube luôn. Rồi bây giờ nè, bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở theo một bạn gái nữa. Và sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm giá. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Kệ, mình thêm với mắc gì phải bớt. Dạ, đúng không? Mà mình hai ba tiếp. sao con? Lúc con nghĩ sao trong đầu? Thì hồi đó kiểu là tính hồi đó là tuổi lớn lên thì mình thích quen này cũng nợ cho vui. Chinh phục nhiều phụ nữ. Đúng không? Chứ mắc gì lúc ấy con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. 20, 21 là cái tuổi gọi là thích thể hiện lắm. Không phải thể hiện mà khám phá, tìm hiểu đúng không? Dạ. Khám phá tất cả mọi chuyện xung quanh mình đúng không? Rồi mình coi cái cơ mình cỡ nào, có mình cua gái có ngon không? Đúng không? Đúng không? Mình nhắm em nào là em đó phải dính. Ví dụ không dính mình cảm thấy mình khó chịu lắm đúng không? Ủa nghe nè. Đi chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này. Vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được. Phải xin một rồi. Chỗ rất đặc biệt đúng không? Đúng rồi. Lấy là lấy lúc là thập thởm thập thò đi xin. Đúng không? Chỉ như là lúc đó là con đi vệ sinh nó chốt, cái ổng đi theo, ổng theo ổng chặn được nhà vệ sinh. Con không cho cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Các con trai đại á. Như vậy là bữa đó con cho là gì con quá mắc cho con phải cho. Dạ đúng rồi. Chứ hồi đó gì con cảm ơn gì lắm. Đúng rồi. Xấu lắm mà đi ố như dân tộc vậy. Nhưng mà cuối cùng cho luôn đúng không? Dạ cuối cùng thì cũng cho. Cho đi. Dạ đúng rồi. Trời ơi vậy đó hả? Rồi xong lúc là con lấy được số điện thoại rồi á, là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Nhưng con bị ngoại tình tư tưởng đó, ngay lúc đó là con có ngoại tình bạn tư tưởng. Bạn gái chứ không phải là bồ, nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. À, còn bạn đi theo là gái. Bạn thôi, chớ đi theo thôi. Còn tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp là kiểu như là tiếng xét ái tình. Gặp cái là mê liền đúng không? Rồi. Là muốn, là kiểu là hồi đó mình muốn xin số cho được. Rồi khi mà lên có được số điện thoại rồi, chắc chắn là đêm đó là phải gọi nhắn rồi, khí thế đúng không? Dạ, đêm đó là chắc là phải gọi điện rồi. Nhắn tin, còn nhắn tin liên tục mà hồi đó cũng làm vé lắm, đâu có trả lời đâu. Nhưng mà con khoái gì ở vợ con? Trên khuôn mặt này con thích cái gì nhất? Dạ thì nhìn thì vợ thương. Chung là nhìn vợ con rất là dễ thương luôn. Dễ thương. Dạ. Đó. Bây giờ hết dễ thương rồi nên sao kêu hồi đó. nhưng mà lúc đó là gọi điện là nhắn tin không trả lời luôn. Dạ, nói chung là con nhắn tin không, hồi đó là nhắn tin không, chưa dám gọi điện. Nhắn tin. Dạ. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Tầm vài hôm, tầm 2-3 hôm vậy đó. Ủa tại sao lại trả lời vậy?
Tại vì cũng không phải là không, do con không thấy tin nhắn. Con đi về đi chơi về xong con học bài xong con ngủ á. Rồi quay hôm sau lại đi học. Rồi sau cầm điện thoại lại mới thấy tin nhắn là con mới lúc trả lời. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Là đang đi học phải không? Dạ đúng rồi, lúc đó là con đang đi học, đại học 12. Lớp 12. Hết lớp, hết 18 tuổi mới hết lớp 12 á. Dạ. Còn 19 tuổi mới vô đại học á. Hãy nói nghe nè. Rồi lần đầu tiên mà con gặp lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Ừ, lúc đầu là không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy đen với thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Hay. Dạ, đó là khi mà cắt giọng hát lên là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thiệt không? Dạ. Đó lên con hát bài gì lên bài khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Vừa tuyệt vời nhất ấy. Hay làm vợ anh nhé. Trời đó giờ con hát một bài. Thử giờ con đã nói sao mà đâu giọng con hay dữ vậy. Đâu con hát thử coi. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. À, tiếp 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 tiếp. Làm vợ anh nhé. Tiếp. Không muốn nhớ. Hồi đó vợ chú Thuận là cũng mê chú Thuận giọng hát đó con. Trời ơi. Chứ còn cái nhan sắc này đâu có mê. Trời ơi. Mê giọng hát. Đỡ hoài. Giọng đó. Hát nè, rồi còn nhiều tài lẻ lắm. Hay lắm. À. Bạn Liên lúc đó mê em giọng hát đúng không? Mê lắm, mê nhiều thứ lắm. Em lúc đó là nhan sắc em xuống rồi. Hồi lúc mà em thương chị Thúy Nga em mới đẹp. Chị làm chứng. Thúy Nga đẹp hơn nào? Tóc tai em bồng bềnh, lúc đó em rất đẹp trai. Nhưng mà qua tới con Liên á là lúc đó nhan sắc em hết rồi, em là còn tài năng thôi. Trời ơi, suốt ngày bà cứ bán tôi với Thúy Nga hoài luôn vậy đó, khổ lắm, khổ lắm. Con biết chị Thúy Nga không? Dạ, con biết. Thúy Nga quên. Đây là một người mà yêu đơn phương chị Thúy Nga cho tới giờ phút này. Trời ơi. Khẳng định luôn. Bà Nga bà đang coi. Kệ đi, bà nói gì bà nói, kệ bà đi. Ê, nó nghe nè. Rồi lúc mà con bắt đầu con trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng. Hơn một tháng là mới bắt đầu đi chơi riêng. Chứ còn trong cái thời gian nhắn tin thì vẫn đi chơi chung, nhưng mà đi chơi chung với bạn, có bạn. Không, đi chơi riêng á. Là một tháng sau. Dạ, tầm hơn một tháng. Đi chơi riêng thì ảnh thì sao? Lên đó thì sao? Thì cũng dẫn đi, cũng không gọi là đi chơi riêng mà kiểu như là hai đứa cũng đi chơi, nhưng mà con không có dẫn theo bạn con nữa, nhưng mà ông đi với bạn ông. Nhưng mà lúc đó là lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ đụng. Thợ đụng. Dạ, đụng đâu làm đó. Dạ. Rồi kinh tế thì sao? Có bạn gái rồi, thì đi chơi thì phải ăn uống này nọ đồ, thì kinh tế có tiền có rủng rỉnh không? Thì hồi đó kiểu là thanh niên thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy, chứ không có kiểu là mình bảo thủ, mình giữ trong người làm gì. Nên là điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Ờ. Cắm điện thoại dẫn đi chơi. Vậy hả? Tại vì lúc con cua bé này á, là lúc đó là con phải cũng phải dắt đi ăn đi uống đúng không? Dạ. Chứ không lẽ giờ cứ bắt nhỏ đi vòng vòng hoài không cũng, ăn không uống. Có đi ăn đi uống nhưng mà cũng ít, chủ yếu là đồ xanh, cứ cái gì nó có xanh là được. Ờ vậy đó hả? Nhưng mà phải tốn tiền chứ đúng không? Rồi chi phí đủ không con? Cháu là con gầy cái vốn này bao nhiêu tiền? Con nhắm thử từ lúc con cua cho tới lúc mà con lấy được làm vợ là con bỏ bao nhiêu vốn? Chung cái vốn chi ra cho vợ em, bây giờ con thì ít. Con tiết kiệm lắm, đâu có dám ăn sang đâu cô. Dù như đi ra ngoài đường ăn tô bún 30 ngàn á, là bữa sau là kêu thao anh được ăn đá chi ra ngoài kia 10 ngàn ăn no rồi. Nên nhờ giải mà con mới thương vợ con nhiều hơn. À nhờ vậy mà con thương đúng không? Con thấy con bé này rõ ràng là nó lo cho mình. Đúng không? Nó xót tiền của mình. Dạ. Cảm động rồi, nó nhắc tới cảm động đó. Hồi đó khổ lắm. Nhưng mà không, chị hỏi chị. Không phải biết xong, chị tò mò là tại sao con bé này á mà con lại kiểu như có cái suy nghĩ là con tiết kiệm giùm cho con lên. Mà con lúc ấy con thương nó ở cái điểm gì mà con đó tiết kiệm cho nó vậy? Chú là con cũng không biết thương ở điểm gì mà kiểu như là hình như là tính cách á cô. Kiểu tiếp xúc lâu xong rồi là thấy ổng hiền, ổng cũng chịu khó nghe lời. Xong rồi là cũng quan tâm nên là con thấy thương. Mà khi mà mình thương rồi thì mình cũng muốn nhận cái điều gì tốt nhất cho người ta á. Nên là ví dụ như ăn không có tiền thì con vẫn uống nước mía 5 ngàn hoặc là ăn tô bánh canh 10 ngàn bình thường. Không có bao giờ con bao lên không? Dạ có chứ. Dạ cái đó thì con không có quan niệm là đi đâu là bạn trai lo. Cái đó là thời gian đầu thôi, mình nghĩ là mình đi chơi với bạn trai thì là bạn trai lo. Chứ còn ví dụ như mình quen một thời gian rồi thì con cứ nghĩ là anh không có tiền thì con nhưng mà bao lâu cái đó, bao lâu đúng không cái khoảng mình bao lâu thì con bắt đầu là không bắt lên, nó tự nó trả tiền cho con nữa. Mà con có chia sẻ gì mấy tháng là sao con cũng đó là yêu rồi đúng không? Dạ lúc nào mà đã yêu rồi là bắt đầu là không còn đỡ từ ông trẻ nữa. Dù ông có trẻ thì ông trẻ, ví dụ như đợt nào mà con rủ thì con trẻ ai rủ người ta trẻ tiêu. Ê, nhưng mà nè, có khi nào mà khó khăn quá là phải cầm đồ, cầm điện thoại, cầm xe máy rồi không lên?
Cầm điện thoại thì có chứ không có cầm xe máy. Nhưng mà lúc đấy đâu có khó khăn đâu. Cầm điện thoại làm gì? Như hồi trước kiểu đi chơi em với chơi bạn đó. Thì dẫn bạn gái theo, ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ, nào mấy bữa mình lên lụm. Là cầm điện thoại của con hay là dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu, ví dụ tính tiền á, dù thiếu chém hai chém đấy, mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu tao cầm đỡ điện thoại có gì về hung lên lụm. Đấy. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiểu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Hồi trước cũng có cũng trời ơi có luôn hả? Là trời. Sao là kể đâu kể cái chuyện dạ, đó dạ hồi trước con điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó con mượn con nói con đi cầm hay là con không, mặc bộ con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hùng vậy chừng sao cô hỏi bây giờ cưới xong mới cỡ cô chú chứ lúc đầu là kêu mất rồi sau cái cưới về kêu là có hầu lâu anh cấm á anh đi cầm điện thoại á cầm điện thoại mất đi cấm là đi cầm đó đi cấm á mẹ hồi đó điện thoại cũng gạch mà cụ gạch chứ kém được 100-200 100-200 thôi à? Của con 100-200 mà của vợ con cũng cỡ đó luôn. Đúng không? Dạ yeah. Rồi có chuột lại cho nó chưa? Hay là cấm luôn rồi? Mất luôn. Mất sát luôn. Mất sát luôn. Mất sim luôn. Mất là... sim, mất điện thoại luôn. Không có tiền chuột luôn hả? Mình cấm điện thoại mình lấy sim lại chứ. Nhưng mà là con cấm là không có tiền chuột lại luôn. Khổ dữ vậy hả? Hồi đó không khổ, không có tiền nữa. Trời ơi, rồi nghe nè. Rồi cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình đó, có lãng mạn không? Có mua hoa không? Hay là đó. Cơ tới chuyện hoa nghĩ tới buồn á. Sao kể đi. Không. Kể tới 8 tháng 3 về anh thay thì con cũng nhớ đúng ngày nữa. Là con mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á. Mẹ con mua vô là nó nhanh. Nó kêu trào vô hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm gì vậy? Sao ông chở tôi đi ăn ông xuống nè. Và ông tự nhiên mua bông mà nó nhanh miết ướt khóc lên khóc xuống. Rồi đó là từ lúc đó là con hết mua luôn. Hết mua luôn hả? Con mua được mấy lần? Một lần đó là tới giờ luôn á. Một lần Valentine, một lần Valentine hay 83 gì con không nhớ đúng không? Nhưng mà cái dịp lễ đúng không? Dạ, đúng dịp là bả nhằn, nhằn khóc luôn. Nó khóc luôn. Ê nó nghe nè, sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy ví dụ nó một cành thì được, chứ một bó thì hơi đắt. Lúc đó hai đứa cùng đều khó khăn mà đúng không? Dạ đúng rồi cô, hai đứa đều khó khăn. Không có là coi như từ đó giờ là cuộc đời con nhận được một bó đó duy nhất thôi phải không? Tới giờ luôn đúng không? Là không có nhận qua nữa. Mua không có nhận nữa. Còn Facebook vẫn còn. Facebook vẫn còn cái hình đó máu đợt nào có kỷ niệm lại. Cái hình con cầm bó hoa vô lên bông để tặng vợ đấy. Bữa đó mà nó nhăn con. Nó khóc lóc đúng không? Dạ. Rồi bây giờ những ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì có tiền thì mình chuyển khoản cho vợ ấy đâu. Tiền là chuyển khoản không? Dạ. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng mà con thấy vui đúng không? Dạ đúng. Không rồi. Cần hoa luôn. Dạ đúng rồi. Tới giờ vẫn vậy luôn. Dạ. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành. Một cành hả? Dạ. Vì tại vì con cũng thấy thôi nó tàn liền rồi chứ. Giờ con là nó thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui rồi. Một bông hoa với một lời chúc là đủ. Đó. Rồi nó nghe nè. Rồi lúc đó khó khăn quá, rồi gia đình hai bên có đồng ý người yêu của mình hay không? Ví dụ như bên con có dẫn lên về ra mắt không? Rồi gia đình có đồng ý mới không? Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về, tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dẫn anh về. Mẹ hồi đó, ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được, nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên ăn hết. Cái gì nghe món lắm. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ thì mẹ đeo gì là cũng lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy. Ví dụ như lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện chơi rồi. Có mua gì cho bà không? Dạ cũng có chứ, mua thí dụ mua sinh tố rồi vậy. Mua sinh tố, mua đồ ăn cho bà đúng không? Rồi còn cô thì có tặng cô cái gì không? Cô thì nói chuyện nhiều chứ cũng ít sẻ chia đó phải không? Sẻ chia với cô đúng không? Dạ. Mà bên cô ghê luôn á. Lấy lòng. Cứ mà bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Dạ thì lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Sao vậy? Có dễ thương gì mà sao không chịu? Còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nho con rồi vậy. Bé con đó là thời đó chút ít à.
kiểu như là sợ quen rồi đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Lúc đầu là má không cỡ, chừng sau đây thì cưới về má muốn nói là lúc mà đề nghị là anh lên dẫn con xuống á, là má kêu là chuột quen gì không biết làm gì hết, chồng cái nồi chó heo cũng là liêm là luôn. Mẹ nói vậy chồng là chó heo, tập ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mệt mày liêm lúc mà không cháy. Sao không gì không cháy, không cháy đốt là... đốt lửa, đốt bếp lửa nhiên lửa á. À có nghĩa là lúc ấy con con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn dạ hả? Đúng rồi. Ồ vậy đó hả? Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đợi cô làm gì hết. Ủa con nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Dạ có, nhưng mà ba mẹ ở xa. Ba mẹ con ở xa con á hả? Dạ đúng rồi, ở xa. Con ở với ai? Con ở với nội. Ở trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á. Ba mẹ ly dị hả? Dạ. Nên sau rồi mỗi người ở một nơi. Dạ con ở với ba, với ba với nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Ba con cũng mới có gia đình riêng nên là đa số là con ở với nội với cô nhiều hơn. À tức là con ở với nội với cô của con. Cô con có gia đình không? Dạ có, cô con có gia đình, có con cái. Cô có, nhưng mà cô là cô ở, cô nuôi nội đúng không? Anh nội ở chung với cô hả? Rồi dạ ở... bây giờ là ở riêng rồi, nhưng mà ở gần đấy. Nói chung là con với nội là nhờ cô hết. Mà bây giờ thì là con ở bên chồng hay là ở? Dạ nội? Ở bên chồng. Dạ. Nhưng mà nội thì sao, ai chăm nội? Nội thì nội ở một mình, với lại cô ở gần á thì cô nói con của cô lên ở với nội, tới ngủ ở với nội, rồi là cô la ăn uống cho nội. Nói chung là được được nhờ bà cô. Nhờ cô đó ha. Cô là con gái của nội á đúng không? Dạ đúng rồi, là chị của ba con. Mà chắc bà nội chắc kết ông lên này lắm đúng không? Bà nội thương lên lắm đúng không? Thì cứng rồi, đó cả cô cả nội đều cưng mà đúng không? Dạ. Rồi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa mấy, lâu chưa? Dạ cũng được gần 4 năm nay. 4 năm hả? Gần 4 năm. Con là cưới năm 2018, năm 2022 là gần 4 năm đó. Mấy đứa rồi? Dạ một bé. Dạ, chúc mừng nha. Dạ. Như vậy là 4 năm ở với nhau. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Các con xem trình Vợ Chồng Son rồi đúng không? Dạ. Các con biết rồi, đúng không? Cái phần đặc sắc nhất của chương trình này là phần nào đúng không? Kể tội nhau đó, kể tội nhau. Nó có ăn hiếp con không? Nó ý nó có bao giờ nó ý nó đẹp rồi nó kiểu mà nó nắm tiền á, nó ăn hiếp con không? Thì vấn đề đó thì cũng nhiều lúc vợ con nó bực mình thì cũng do công việc nên là cũng có nhiều lúc vợ chồng cãi nhau. Cũng... anh đừng bao che, đây là cơ hội duy nhất cho anh để mà anh thấy vợ anh còn những cái gì mà chưa tốt, gọi là chưa hoàn hảo đó, thì anh góp ý xây dựng phê bình đi để cho vợ anh ngon lành hơn, hoàn hảo hơn đó. Thì nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính, hơi nóng tính phải không? Dạ. Rồi. Chung là nắng mưa thất thường lắm, kiểu như là thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên, thí dụ như con không biết chuyện trụ gì cũng nói con à. Nói sao? Nói thì nhanh. Kiểu như là nhanh con kiếm chuyện nhỉ? Con bị giận cá chém thớt hả? Đúng không? Dạ, yeah, nhiều lúc vậy, nhiều lúc cũng thấy cũng bực lắm nhưng mà thôi. Vợ mình mà. Dạ. Nhưng mà cái cơn nóng của bà đó, mỗi lần mà bà xả ra đó là như thế nào? Hét, la coi như rần rần, hay là đập đồ, thậm chí là quýnh chồng luôn. Cái đó cái thì mức độ nào? Cái đó thì không có. Kiểu là bực mình kiểu là đụng vô là nhanh. Cái miệng cứ lấm bấm luôn á. Dạ, cứ nói luôn kiếm chuyện này chuyện kia rồi ngồi nói rồi. Có bươi có bươi móc chuyện cũ nói không? Có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Cái chuyện mà ví dụ như em làm gì lâu lét rồi cũng nhắc lại. Có ghen có những lần mà la lối vậy á, có hay bươi lại chuyện ghen tuông hồi xưa không? Cũng như biết vậy tôi khỏi lấy ông cho đâu, sợ cho ông lấy cái con quý kia cho đời ông thê thảm. Tôi nói thiệt với ông á. Có khi nào vậy không? Thì nói chung thì còn cái mấy con á, cơ chuyện mấy con á thì không có, nhưng mà kiểu là nhanh vậy thôi. Có ghen không? Dạ có ghen không nè, ở thẳng. Cũng có. Có ghen. Dạ. Yeah. Là cái chuyện có chuyện có bao giờ bị bắt ghen không? Con có bao giờ bị bắt ghen chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Chưa hả? Còn, vậy là con may mắn á, chứ còn có những người bị bắt ghen chạy xúc quần luôn á. Chị, ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Đó, thì có coi như là cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không, hoặc là coi điện thoại kiểm soát con, điện thoại kiểm soát điện thoại con có kiểm soát không? Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Có không? Có không? Có không? Có không? Thôi để tôi hỏi vợ.
Đó, đó, chắc chắn không bao giờ xảy ra nữa. Đời nào mà không là có lửa, không có khói sao có lửa, không có lửa sao có khói, đúng bây không? Giờ sao bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Sao đợi vợ con nói. Rồi. À, bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Vợ còn tật xấu gì nữa không? Xấu ơi. Chung vợ con thấy vậy là bây giờ thì thấy vợ con là vậy là quá hoàn hảo rồi. Quá hoàn hảo rồi phải không? Dạ. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Thì chỉ mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận cá chiếm thớt là được. Tức là bớt nóng. Giận cá thì chiếm cá. Giận cá chiếm cá hả? Dạ. Còn gì nữa không? Có mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Dạ thì không là hết cơ hội nha. Mong muốn chưa suy nghĩ ra. Chưa suy nghĩ ra. Dạ. Ok. Nói chung là nó rung quá, với cùng có nhiều điều muốn nói mà sao giờ quên mất. Bây giờ nè, con có thể bình nghĩ, tĩnh đúng không, cho con suy nghĩ bình tĩnh nghe. Dạ, dạ. Để cái phần này tới vợ con. Dạ. Khi nào mà con nhớ con có quyền bổ sung. Đó, đúng rồi. Ờ, đặc quyền đó nghe, tại từ bình định vô cho nên là mới có đặc quyền vậy đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ mời con. Đó, cô gái bình định, anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con cờ những cái tiêu biểu. Tiêu biểu ví dụ như là hay quên. Hay quên. Quên gì nè? Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy là cái chìa khóa đỡ đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Hay quên lắm, hoặc là đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai. Là mê game, mức độ mê game là như thế nào? Trời, mê game đến mức mà không biết vợ đi. Lúc đầu nha, con ví dụ như con nói con đi chợ, thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông, cái giờ má hỏi, vợ mày đâu? Con đâu biết đâu, đi đâu, đâu biết đâu. Không quan tâm là vợ hết, đi đâu quên, luôn. Quên hết mọi thứ á. Không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Ồ, vợ mà có như thế nào cũng không quan tâm luôn. À, tại vì mê game không quan tâm vợ. Nhưng mà một phần là cũng do ổng tin tưởng con nữa, con nghĩ vậy. Chứ nếu như mà không tin tưởng thì người ta cũng sẽ theo dõi rồi. Phải quên không? Chưa nhớ kịp rồi. Ví dụ như cái ngày hôm đó con buồn, con có một cái chuyện buồn, con khóc, ổng đang chơi game thì ổng có quan tâm không? Ổng chơi game mà có đâu quan tâm tới con. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái tối nằm coi hoặc là xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn. Không biết giờ khóc luôn. Khóc xong rồi quay ra thấy ngủ mất rồi. Con khóc xong á là con quay qua là con thấy chồng con ngủ rồi. Dạ đúng rồi. Thấy ngủ mất. Không vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ không chừng á. Mệt cái gì tao mỏi mắt ngủ luôn. Không nhưng mà cũng vô tư chứ không gọi là vô tâm. Chồng bây giờ thì sao? Bây giờ thì ra hình như con nói quá chứ cũng đỡ bớt được xíu. Con đỡ mơ game nhiều rồi. Hết luôn. Nhiều. Bớt hết nhưng mà anh vẫn còn chơi game mà. Rồi. Có nghĩa là mê game nè, một tật xấu là mê game nè. Hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Kiểu như vô tư quá nữa. Vô tư vô tâm á, phải không? Cũng gọi là vô tâm. Nếu mà vô tư thì là tốt nha. Chứ còn vô tư mà nó gần đến vô tâm thì mới là tật xấu nha. Đó. Vô tư vô tâm hình như có cả hai. Vô tư nên nhìn lúc nào ông cũng trẻ, còn con nghĩ nhiều quá con già. Nhưng mà ở nhà lên có vui vẻ không? Có nhây không? Bây giờ hỏi luôn, nó hỏi thẳng luôn là nhây lắm chú. Có nhây không? Nhây lắm luôn. Mấy ông YouTube là hay nhây lắm, tại vì phải tìm cảm hứng, phải nhây vậy á rồi bắt đầu mình mới có cái chất liệu để mà mình quay mình nói đúng không? Dạ. Rồi sao nhây thì sao? Có nhây không? Nhây lắm, ông chọc mà con để tức rồi mà ông cứ ông tới ông chọc cho con tức thêm, chừng nào con khác ông ta không dỗ vậy. Không quá nhây rồi. Nhây lắm. Nhưng mà kiểu như ông thấy hài á mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Ngay có một cái là hơi nhây. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Rồi có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Vậy là bên này bừa bộn nữa. Vậy nãy là lên. Giấu dạ. Nhớ không? Giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng không? Bừa bộn lắm. Nhớ rồi đúng không? Nhớ. Rồi nói đi con, quay trở lại. Nhưng mà đồ đạc sẽ đầy hết. Nhưng mà là do em con dọn chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á. Mấy bữa sau á nó kêu ông không dọn được gì hết á. Mẹ cũng gơ chứ. Dọn hết rồi nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là gòn, thích y gòn như cũ. Tính công thích gọn gàng đấy. Rồi, tức là rồi ở nhà là giúp con làm việc nhà. Nhưng mà khi mà giúp như vậy là có một lý do gì? Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm nè, xin tấu đi nhậu. Xin tấu đi nhậu với bạn á, kiểu như là phải có một cái lý do gì đó lúc đầu mới là tự động đúng không? Còn đúng không rồi. Là không bao giờ tự động đúng không? Như ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm. Chuyện đàn bà và bữa tư rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm.
Kiểu nói thì bằng nói, mà làm thì bằng làm. Được cái là kiểu như cô nghĩ là chắc ông nói vậy là được, ông chặt thôi chứ nếu như mà ông có suy nghĩ cô hủ đó chắc ông cũng không có rửa giùm đâu. Rồi giờ con chỉ mong chồng con sửa. Ê, khoan hả? Cái vụ gái gú nữa. À đúng. Nhớ không? À, đúng. Nói cô nghe coi. Để nó tại nó nãy nó bị giấu đầu lòi đuôi á. Con có hứa với vợ con rồi, không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Cái chữ nữa là biết có rồi. Từ anh khai nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Xin tiếp ạ. Đâu con nói nghe coi. Thì kiểu như là cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Là kiểu như là từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn, cực kỳ tin tưởng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát keo cơ ôm. Là đi vậy, có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn, suy sụp tinh thần luôn. Là có một cái trận đó là lớn nhất luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Mà ta quay ổng đúng không? Kiểu như là quay lúc đó là ổng không có ôm, nhưng mà có bạn nữ đứng gì đó. Thì cũng gọi là hát karaoke ôm rồi đúng không? Nên là con chưa hề thấy bạn làm gì hết, chỉ biết là đứng kế bên một. Nhưng mà con khẳng định một điều chắc chắn là chồng con mỗi khi say là thấy gái là ôm. Thấy gái là ôm, con khẳng định một điều chắc chắn 100% luôn. Anh lên rồi, chết anh rồi. Đúng rồi, xỉn vô là nó phải lên. Dạ đúng. Rồi xong sao nữa? Lúc xong cây khóc quá trời quá đất luôn. Khóc. Con khóc. Dạ con khóc cho. Có năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè. Con cứ khắc hoài, mặc dù là trong lòng còn đeo, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếp một cái video nữa, nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái con mới hỏi là anh có đi không, cái lần này là anh có đi không, thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con đang nghĩ lại. À ổng đập điện thoại luôn. Đập điện thoại dạ luôn. Đúng rồi, tức ổng đập điện thoại. Nhưng mà cũng có mục đích á, chứ lúc đó đang cần mua điện thoại mới mà con chưa cho nên sao á. Anh cố mà. Ủa nó nghe nè lên vậy? Thường người ta đi uống bia vậy đó, là người ta không có cho quay hình, quay clip hay chụp hình, thì sao con lại lưu mấy cái clip trong điện thoại con? Bạn không quay á? Bạn con quay, bạn con lấy điện thoại con quay hả? Lấy điện thoại của bạn, ông quay xong rồi gửi vô có một cái nhóm riêng á chú. Nhóm riêng sẽ chia tâm sự đồ. Rồi sau đó con có giải thích với vợ, có xin lỗi vợ được không? Dạ có chứ, thì lúc đó thì con thấy rất là có lỗi với vợ con. Đúng là con mới hứa đó đúng không? Là lần sau anh không có làm gì nữa, không để xảy ra chuyện vậy nữa đúng không? Nãy là con bị hố đó. Nó nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới, cho tới chuộc lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Từ kế luôn cả điện thoại cắm luôn á, là mất nhiêu cái điện thoại rồi. Kép thì kép một cái, đập thì đập một cái. Còn cái nếp trượt quanh nhớ hai cái. À con cái nếp trượt quanh nhớ mương nữa. Gì? Hoặc là cái nhau đi gì á. Nhì đây con cũng nhớ quỳnh thoại xuống mương. Màu đó tiếc quá, mở xuống lụm lên xoáy lại xài tiếp. Xài được luôn. Dạ, vì bóp thu gạo chứ. Thời đó là điện thoại gì? Nếp trượt. Xài được. Nếp trượt á phải không? Dạo đó ráng Nokia. Làm ráng làm lên được nếp trượt. Nokia đúng không? Cái Nokia mà vòng vòng như cong cong vậy phải không? Không, nếp trượt kia nè. Đó hơi cong cong nè đúng không? Rồi như vậy là con có muốn chồng con thay đổi gì không? Nói chung thì chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn. Biết lo vợ, thương rất là thương vợ, thương con. Với lại là cũng biết lo làm ăn, nhưng mà chỉ có điều là hơi vô tư một xíu. Hơi vô tư một xíu. Hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nha. Suy nghĩ nhiều. Do vợ suy diễn suy nghĩ nhiều đúng không? Cô thấy vậy nè. Hai đứa con á, con hôm nay là 24 tuổi, nhỏ xíu à. Con lên. Con 27. Con 27, đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ, 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó. Dạ. Đúng không? Dạ. 21 tuổi sanh, rồi 20 tuổi là có bầu. Vậy đi, đúng không? Là coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn, đúng không? Dạ, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục truyền mật. Đó, thấy chưa? Bởi vậy ha, là con phải thương vợ con á, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Đó là vô tâm là sao? Vô tâm là mình không có quan tâm đến cái cảm xúc của vợ, đến những cái điều mà vợ muốn á.
đó là vô tâm á, hiểu không? Hoặc là mình làm gì mình không có để tâm đến cái chuyện là không biết mình làm gì vợ mình có buồn không ta, rồi mình làm vậy rồi có ảnh hưởng gì tới con mình không ta, ví dụ đó là vô tâm đó. Nên bây giờ con tập thói quen đi, bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó cái con nghĩ tới vợ con với con của con. Chết cha, mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ, hôm nay nhậu tới 9 giờ, vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta, vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta, có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta, ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được, nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã, rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi, ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ông đi chơi với bạn là ông kêu thôi bây giờ tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ thì mấy cái đó cũng có đó. Thì cái đó là tập cái thôi, là mình không có vô tâm đó, có hiểu không? Còn vô tư thì lại rất là tốt nha. Con thấy ông vô tư quá, vừa vô tư vừa vô tâm nữa. Thôi bây giờ vậy nè, hôm bữa nó thì nói với cái vụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình nó khơi lại đúng không? Và sau đó là con đã xin lỗi vợ con chưa? Dạ có rồi. Có đúng không? Nhưng mà hôm nay nhân tiện là cũng do anh ha. Dạ. Cũng do chú chứ, do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây. Vô đây đi theo tôi vô đây. Vô đây. Vô đây ngồi đi nó, ngồi đi. Đó. Ở đâu rồi? Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc của con. Ở đây đó. Quá trời. Biết làm gì rồi đúng không? Dạ. Người ta nói mình vô tâm vô tư đó, thì mình phải làm như thế nào đi? Em cần lại không? Trời. Vậy thôi nè, có nói gì nữa không? Có chứ, con chưa nói mà. Chưa nói rồi nè. Đó. Nhưng mà trước giờ trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nghe em. Thề thứ cho anh nha. Thề thứ là muốn ở tới bây giờ chứ không thề thứ thì sợ ở tới bây giờ. Nó nghe nè. Nên là thích một cành hoa nhưng mà không dễ giờ lên chương trình mà anh bày ra cho lên. Mà không lẽ giờ chỉ lấy một cành hoa thì nó hơi kỳ. Bây giờ năm cái bông hoa, năm cành hoa vậy em thấy sao nè? Trong là con không biết nói sao. Con thích không? Vậy? Món quà này con thích không? Dạ con thích. Con xúc động không? Dạ. Con cảm thấy yêu chồng con nhiều hơn không? Dạ con yêu từ lúc mà mới quen cho tới bây giờ một tình yêu vẫn vậy. Bất diệt luôn. Bất diệt luôn đó. Rồi đây, bây giờ cô nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Dạ. Tận đời nhắc lại được. Và nhân đây thì anh cũng nói cái công việc YouTuber là rất là dễ, rất là thuận tiện cho con có được những chuyến đi. Mà thậm chí những chuyến đi đó có thể là con không mất tiền luôn. Đúng không? Review luôn, con review sẽ kết hợp đó những cái địa điểm du lịch. Và cái thứ hai nữa, con sẽ kết hợp, con giới thiệu ẩm thực, văn hóa con người ở tại địa phương. Thì tất cả những người dân địa phương sẽ rất là chào đón con. Nghe? Dạ. Rồi, và chú hy vọng là dắt vợ đi, dắt vợ. Sau chương trình này, đúng rồi, nó đâu có thể nào đi một mình đúng được. Đúng rồi, con dặn ông đi nhiều hơn á. Thấy không? Vợ quay cho chồng, chồng quay cho vợ, cũng được. Thấy không? Chúng ta kết hợp, đó là một chuyến đi của cả gia đình và với thằng cu nữa. Đúng chưa? Thiệt luôn. Và chú mong là sau chương trình này, các con hãy thực hiện cái chuyến đi đó. Như là con đã hứa với vợ con là thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Nghe? Ok không? Dạ. Cố gắng nha để mà tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại cho vợ con. Hay đúng rồi, hay quá. Rồi. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn lên với Nguyệt nghe. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại.